Một tin nóng hổi dành cho quý vị ngày hôm nay. Chú Bảy Đần bị công kích vì phát biểu trong phòng chống. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Nancy May công kích chú Bảy Đần vì bài phát biểu đầu tiên được mong chờ từ lâu của ông chỉ diễn ra trong phòng chống, tức là không có người. Đêm qua, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi mời chú Bảy Đần đọc thông điệp liên bang vào ngày 28 tháng 4. Bạn biết điều gì về sự thú vị đó không? Hạ viện sẽ hoàn toàn trống, tức là không có người, bởi vì thời gian đó là tuần nghỉ để cho vacation. Hạ nghị sĩ May đăng trên Twitter hôm 15 tháng 4. Chú Bảy Đần trước đó nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi để lần đầu tiên phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội lưỡng đảng. Chú Bảy Đần gây tranh cãi vì chưa phát biểu trước Quốc hội dù nhậm chức từ ngày 20 tháng 1, tức là ngày 30 tháng 4 sẽ đánh dấu 100 ngày ông lên nắm quyền. Chú Bảy Đần sẽ đọc thông điệp liên bang trong căn phòng trống, chỉ có những nghị sĩ đặc biệt được lựa chọn cẩn thận. Dù mọi nghị sĩ đều được tiêm vaccine COVID-19 từ tháng 1, và thành thật mà nói, chúng tôi có lẽ là nơi đầu tiên trong cả nước đạt miễn dịch cộng đồng. Dù tầng hầm vẫn cứ hành động kiểu đó, May nói thêm, đề cập biệt danh cựu tổng thống Donald Trump từng đặt cho chú Bảy Đần. Một ngày sau đó, May tiếp tục công kích tổng thống trên Twitter khi nói rằng đây là trò chơi khăm lớn đối với người dân Mỹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhiều lần bị hối thúc giải thích lý do chú Bảy Đần chưa phát biểu trước Quốc hội. Từ thời cố tổng thống Ronald Reagan, các tổng thống đều phát biểu lần đầu trước Quốc hội trong vòng 40 ngày đầu tiên nắm quyền. Không có sự trốn tránh nào ở đây, Psaki giải thích tháng trước. Chúng ta đang sống trong đại dịch toàn cầu và tất nhiên bất kỳ bài phát biểu nào trong phiên họp chung đều sẽ khác so với quá khứ. Trong lời mời chú Bảy Đần, Pelosi mong đợi ông sẽ chia sẻ tầm nhìn giải quyết những thách thức và cơ hội của thời điểm lịch sử này. Một số thách thức mà Tổng thống Mỹ được cho là sẽ gặp phải bao gồm phân phối vaccine COVID-19, tác động tài chính của đại dịch và ý định rút quân khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, nhiều người có thể sẽ chú ý đến sức khỏe tinh thần của chú khi đọc thông điệp liên bang. Ông từng tỏ ra chật vật trong cuộc họp báo riêng đầu tiên, mất tập trung và đôi khi bỏ dở câu nói.